Yeah, chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Siêu Tật. Và các bạn thấy ở trên màn hình của mình, khi mình vừa mở chiếc máy lên này, mình truy cập vào cái ứng dụng này thì nó đã có một cái bức ảnh có tên là Device Unlocked, nghĩa là thiết bị của bạn đã được mở khóa. Và khi mình bấm vào này, nó sẽ có một cái camera cam trước chụp lại cái hình là ai đang mở khóa cái bức hình này. Ok, rất hay đúng không? Vậy thì trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn cái ứng dụng để có thể bảo mật chiếc điện thoại các bạn một cách tối ưu nhất nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Thì cái ứng dụng mình muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay nó có tên là ứng dụng Who Touch My Phone. Và đây là một ứng dụng bảo mật cực kỳ tốt, với việc là nó sẽ chụp lại cái hình của cái người đã cầm điện thoại của bạn khi mà mở chiếc máy lên. Và một điều tuyệt vời ở cái ứng dụng này hơn nữa đó chính là nó hoàn toàn miễn phí. Đối với những bạn nào mà lười tìm kiếm cũng như không thể tìm kiếm được thì yên tâm, mình sẽ để link cái ứng dụng này dưới phần mô tả nhá. Và đây là một cái ứng dụng được chấm khá điểm, với điểm số là 4,8 sao cùng những cái review rất là hữu ích. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này luôn để cho các bạn xem được cái giao diện cũng như cách sử dụng như nào. Và nhớ một điều là khi mà các bạn đã download cái ứng dụng này về thì các bạn nhớ phải cấp quyền truy cập cho ứng dụng đó nhé. Hầu hết những cái thiết bị Android đều cần phải cấp quyền truy cập cho những cái ứng dụng khi mà các bạn mới download về, thì các bạn cần phải cấp quyền truy cập cho nó nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở lên. Đây sẽ là cái giao diện của chúng ta, gồm rất là đơn giản thôi, rất dễ sử dụng và rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bấm vào cái nút nguồn này để bật nó lên. Và các bạn có nhận ra một điều đặc biệt không? Đó chính là nó giống như một cái khuôn mặt, đôi mắt ấy. Đây này, khi mình tắt nó đi này thì mắt nhắm, khi mình mở nó lên thì mắt nó mở. Đấy, rất là hay và khá là cool. Thì bây giờ các bạn đã mở nó lên rồi thì tất cả những gì các bạn cần làm đó chính là đóng chiếc điện thoại của các bạn vào và sử dụng hoàn toàn bình thường thôi. Khi mà các bạn mở lên ấy, thì khi ngay cả khi các bạn trở về màn hình chính và sử dụng như bình thường thì nó vẫn sẽ lưu lại cho chúng ta. Ví dụ như này, mình tắt nó đi này. Rồi, mình mở nó lên này. Ok, mình truy cập vào ứng dụng này. Rồi, như vậy là nó đã có một cái bức ảnh luôn rồi. Nó chụp mà ngay tức khắc khi mà các bạn mở cái ứng dụng nó lên, rất là hay đúng không? Và còn tuyệt vời hơn nữa là để có thể mà tối ưu nhất ý, thì các bạn đừng quay trở về màn hình khi mà các bạn sử dụng này. Nghĩa là các bạn hãy mở ứng dụng lên và để đó, và các bạn tắt nó đi. Rồi khi bạn mở lên rồi thì nó sẽ có một cái bức ảnh luôn, và các bạn có thể biết được ai là người sờ vào chiếc điện thoại của các bạn. Như vậy là chiếc điện thoại của các bạn sẽ được các bạn bảo mật rất tốt và có thể biết được luôn thủ phạm là ai. Ok, rất hay ông Mỹ. Mình nghĩ đây là một cái ứng dụng bảo mật khá là tốt đối với những bạn nào mà có thói quen là hay để điện thoại ở nơi công cộng. Thì các bạn có thể nghĩa là ngồi ra ngồi uống cà phê bạn bè mà các bạn để điện thoại ở trên bàn, sau đó các bạn quên ý, thì các bạn có thể sử dụng những cái hình ảnh đó để các bạn có thể dùng nó làm căn cứ để có thể tìm được chiếc điện thoại bị đánh mất, hoặc là biết được ai đã sờ vào chiếc điện thoại các bạn. Ví dụ mấy thằng bạn trong lúc bạn đi vệ sinh, mấy thằng bạn nó sờ vào điện thoại các bạn là các bạn biết ngay. Ok, rất là hay đúng không? Rồi thì video mình đến kết thúc. Nếu bạn thấy video là hay thì để lại một like, subscribe kênh YouTube của Siêu Thuật để các bạn để chúng mình có thể ra thêm nhiều video hay nữa. Nếu như các bạn có thủ thuật nào hay, quên nào hay muốn chia sẻ, đừng quên để lại comment phía dưới để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn nhá. Và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất từ Siêu Thuật của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.